Ê xí xí, ông Tokoda đang cầm mặt nào ta? Thiên Dương. Hả? Không, À. xàm dữ người ta. Không có rồi, phải nồi hận luôn, buồn luôn, trời ơi, muốn có cũng không được nữa, buồn ghê vậy trời. Không có anh em ơi, không có rồi, buồn buồn vãi, buồn 5 giây. Hy vọng tối nay có nha, hy vọng tối nay có. Rồi bật voi anh em, bật voi lên, bật voi lên, bật voi lên. Rồi ok, ở dưới này là có ngũ độc Gami nha, bên dưới ngũ độc Gami với lại con tiêu dao đây. Thiên vương tiêu dao con lon nha, nguy hiểm nha. Rồi tiếp bên mình số 2 chơi không được nha. Bên phải là thiên vương tiêu dao con lon. Ừ, bên trái là tiêu dao Gami với lại ngũ độc nha. Bị cả tay hết á, không có cầm tay đâu, không có theo đâu. Ừ. Thứ hai các bạn kiếm có tiêu dao. Vậy là bên không trái mình chơi được. Bên trái mình chơi được á, bên trái mình có hai hệ mộc á, mộc hệ thủy. Nhưng mà có tiêu dao với lại ngũ độc. Ôi vậy. Được. Đâu, tôi xuống trước nha, không chơi có thức thám đâu nha, không có thức thám nha, nên nhớ không có thức thám đâu. Rồi, lóc lên rồi đó. Rồi từ, rồi xử đi. Rồi giết Gami kìa, cua ơi, giết Gami kìa. Rồi Gami ngáo. Rồi. Ok. Nhai để tôi. Ngũ độc kìa. Rồi ok. Ê, ông tiêu dao chạy quên đi. Ông mất cái chiêu kia nha. Nha. Ừ. Ê có tỷ lệ bổ kích kìa, tỷ lệ bổ kích kìa. Tiêu dao nó có lóc với nhau ông ơi, cẩn thận. Đây là bộ kết ở bên trên. Tôi còn mà chưa mất bảy mà. Ông mất bảy, chưa mất bảy. Bảy vậy ông mất luôn rồi. Ông dưới 30% máu mà không búp lên là ông mất luôn rồi. Mất cái lượt đó rồi đó. Giờ ông phải hồi hơn 30% máu mới được. Rồi chưa? Cẩn thận nha. Về bắt tiêu dao nè. Để tôi đi trước cho ông từ. Kia nó, nó chạy. Hồi đi, hồi máu đi. Hồi máu đi. Mở đường nè, mở đường. Rồi. Okay. Trời ông quái luôn ghê chứ. Đó. Nó đứng nó thủ sẵn nó thấy mình qua nó chạy. Xàm. Rồi ok chưa? Bên phải có ai? Bên phải có ai? Hay bên là qua trái luôn không? Qua trái luôn không? Qua trái thì quét ở trong ấy. Tiêu dao cũng lon thiên vương không được đâu, để chưa đánh được đâu tem đó. Vậy là qua trái được. Để tôi hồi máu. Phải qua trái cái. Có cục gì kìa. Mở rừng. Tôi qua thăm nhỏ cái nha, qua thăm nhỏ cái nha. Ơi bên đây có dương dao, bên đây quýt lộ xèo nào, bên đây nè, xèo luôn, nó bất tử kìa, rồi, nó chết rồi, yeah, giết được dương dao, yeah, bên kia còn đánh lộn nha, còn lóc không qua anh kia luôn, không, mất lóc rồi, không, ôi dương dao nó búp cho con Gami đúng trâu luôn á, bên kia đang quýt lộn nha, ôi, tiếc quá, rất tiếc cho anh bạn nào. Rất tiếc cho anh bạn nào đã cầm dương da mà chết với tay cua, thấy không? Buồn quá anh em ơi. Chưa nha, 5 giây nha. Rồi quýnh đây. Quýnh đây. Nó dưới á, nó dưới đây nè. Có thiên dương á. Có quýnh không? Xuống à? Đi xuống. Tôi không có thức thám đâu nha. Trời gì? Ờ nó chạy rồi. Rồi bắt đặng luôn mà con ơi. Mở rừng lại đi đã. Ừ. Tôi hồi xuống máu. Lên trên mở rừng luôn hay sao? Hấp chính không? Ảo tượng. Ảo tượng khu 2. Khu 2 ảo tượng á. Tại khu 2. Bên đây không có người. Qua từ tập trung qua luôn không? Ê đừng có cho con quái đánh tôi. Ơi tôi mất né anh em ơi. Qua luôn. Cẩn thận nha, cái team mạnh đấy. Trời tiêu dao kiểm chết à. Đang kiểm chết rồi. Team này nó treo à. Tiêu dao còn xíu máu. Tiêu dao chạy được. Tiêu dao chạy được. Rồi, mở đường đi, mở bỏ nó về mở ô tượng đi. Mở đi. Hồi máu ông ơi. Hồi máu. Mở đường đây. Máu. Không có máu. Ê xí xí, ông Tokoda đang cầm mặt nào ta?
Thiên Dương. Hả? Không, à. Chàm dữ vậy ta. Ông thấy ông cầm cái máu mà sao ông đi mới rương trời. Ờ à, đúng rồi. Tiếng Hàn này chứ, và đặc dịch này chứ. Tên tôi dịch không ra nữa. Đây, qua trái nè. Về 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 mở rương được rương mới đi. Có máu kìa. Rồi qua đây luôn, qua đây nè. Bên đây sẽ có người nha, bên đây sẽ có người đó. Tiêu Dao hồi nãy chạy chưa? Không đi lẹ quá. Coi có đồ ăn không kìa. Ăn đi, ăn đi. Kệ kìa, ngắm đi kìa. Ơi, ngắm đi. Từ từ, đang bị lóc. Ê, đang kiếm nha, bung lỗ rồi, bung lỗ rồi, bung lỗ rồi, đang kiếm bung lỗ. Đánh luôn, đánh luôn. Cẩn thận. Tôi hết chiêu rồi, có cái bàn. Chạy đi. Coi chừng cái bàn. Kiếm rồi, tôi chạy đó. Rồi. Rồi, tập trung lại nha. Từ từ nha ơi. Ông hồng áo đi. Từ từ tôi hồng áo ra, tôi máu bắt lửa rồi kìa. Rồi. Các bạn với 22 nha. Ok. 5 giây nữa có lock nha. Hồi đây hồng áo đi. Có bức tử kìa. Thiên Dương bức tử kìa không? Thiên Dương ơi. Bức tử kìa. Xuống dưới luôn hả? À? Xuống dưới luôn. Dưới luôn. Mắt cô quay rồi. Nó đây. Từ từ nó lock rồi. xuống luôn. Tôi hết chiêu rồi nha, cẩn thận. Có một đoàn thị. Này thì đoàn thị nè, đoàn thị. Từ từ nha. Hết chiêu nha. Ghê quá, không cho tôi mạng não trơn chợ. Tôi chưa có thức 8 nha anh em, từ. Qua thằng nhau không? 5 giây nữa mới có chiêu nha. Chịu lắm. Rồi mua đi. Không mua đồ. Mua đồ rút. Còn cái gì đâu mua trời. Có thức thám luôn mình nè. Luôn trời. Xuống dưới không? Thôi qua phải đi, qua phải từ qua thương nhân, lên trên lại, qua thương nhân luôn, lên trên nhập ai hốt luôn á. Rồi chống luôn rồi. Ê hey, có nè, tiêu dao. Rồi ok, ăn rồi. Không chết được hay? Ăn rồi. Chết rồi. Ôi xì, chạy biết bao giờ cho tới khu bạc này không biết. Cho cua có ngựa kìa bà con ơi. Hello anh em nha, mệt luôn. Ê có ngựa nè, có ngựa rồi, đừng ngựa. Ê có hàng dương gia nè. Săn dương gia đi anh em, săn dương gia. Để tôi đổi lại cái tên của cái livestream là săn dương gia. Gặp dương gia là giết. Mua xong chưa? Có dương gia kìa, họ nguyên cái máu luôn kìa. Có gì đâu mua được một ngựa. Từ, tôi chưa mua cái tàng nguyên. Chưa có cái chơi tàng. Thôi từ nha anh em, từ đánh gấp quá chết á. Tập trung hai đi. Ở khu 1 có team treo nha, có Thiên Nhẫn, Thiêu Lâm với lại con Võ Đan treo nha. Khu 1 cái bàn ở 4, ở 3. Khu 1 nguy hiểm đó nha, không biết nó có chơi chiêu không nha. Nếu mà muốn khu 1 thì để xíu. Tập trung lại. Rồi sẽ đóng hết rồi. Ở phía trên không di chuyển được nha. Nhai ơi, cẩn thận nhai ơi, có nhiều tiêu dao nha nhai, nhiều tiêu dao nha nhai ơi. Bên chính trống à. Tập trung lại. Có một tiêu dao nè, bên chính, qua chính này, về chính này qua đó nè. Nó ở trong có một tiêu dao nè. Từ từ, nó có chiêu né, từ từ, chiêu né đấy. Đó. Nó chạy xuống dưới rồi. Nó chạy luôn rồi. Thân phận yếu đuối nên mình phải đi sang không? Bỏ đây, từ từ. Từ từ, tập trung lại, qua 8 không, qua 8 cái rồi di chuyển quanh kia luôn. Đi qua 8 nè. Đi qua. Này có tim treo nha, tim treo cẩn thận, tách ra, tim treo đấy. Quất luôn, để tôi tăng cho. Trời ghê chưa? Tôi có hồi máu. Tăng cái gì mà tăng. Ê, tôi hết chiêu nha, từ từ, hết chiêu, từ. Tim treo để cho nha. Ghê chưa? Từ từ nhai ơi, cẩn thận. Rồi xuống lại luôn nha, xuống 1 luôn nha, rồi qua phải luôn nha. Có tên mạnh đó, qua phải luôn. Qua mô đồ đi. Bóp máu để tôi nè. Ok. Xuống 5 luôn, mua bê luôn, chưa đủ với kiếp. Đây không? Đây. Cả nó cả. Ê, tiêu dao. Quánh lộn. Tôi mất lock rồi nha. Mất lock rồi nha. Mất lock rồi.
Rồi từ từ. Trời tăng đại thôi, không biết cái gì luôn. Đẹp quá. Con còn con tí dao nữa, nó chạy vô trong rồi sao á? Chạy vô trong rồi, thử quét ở trong không? Tôi mất lóc rồi. Vô sang lắm nó. Qua trái nè. Không đi. Tôi lên trên rồi, sao vậy? Qua trái. Nghe khu 5 nha. Ê có tìm mạnh nào không ơi? À kìa, nó chạy lên trên đó, chạy lên trên nè. Trái băng kìa, ơi, nó lên lấy tôi rồi. Ôi thiên nhãn nữa. Từ từ. Ê bị loạn tè le luôn nè. Ê nguy hiểm, chạy anh em ơi, chạy. Chạy nha, nguy hiểm. Cua bánh càng kìa. Giờ 4 này, giờ 4 này nha. Ôi chết tôi. Tôi tiêu dao dưới này. Chạy anh em. Ơi tôi hẹo, chết cha. Ơi, no. Đâu rồi? Đây, qua phải hốc lại nó. Đây qua phải lại không? Tôi có lóc lại nè. 15 có tiêu dao, 15 tiêu dao. Đi đánh được. Trời khô máu luôn. Nó dưới mình đó. Dưới luôn ha. Nó lên kìa. Ôi, cẩn thận. Cẩn thận. Trời sao nó lóc tôi rồi. Từ từ, nó chết rồi. Rồi ok. Ôi, nó chết rồi kìa. Hồi máu đi. Đi đâu mà đùa yêu. Má có đùa yêu nó mất. Để máu tôi. Con Dương Gia chạy ra. Con Dương Gia chạy rồi. Dương gia chạy. Ờ Dương gia nó trâu nha. Phải nồi, nó đúng bung trâu luôn á. Tôi chơi hết combo là không mất máu luôn. Đúng kinh luôn á. Cẩn thận anh em ơi. Từ. Rồi. Ra 4 ông thượng luôn đi. Ra 4 thành lên 3 ông thượng ha. Ừ. Ông thượng đâu? Tôi tăng biết. Ông thượng à, bên 8 kìa. Dạ đi đâu? Bây giờ đi đâu? Ok. Có Dương gia dính. Nó kìa, nó bất tử kìa. Em bị hai à. Giấy luôn. Sao Dương gia? Có máu. Ôi. Nguyên một cái kim địa vô cực thế mà nó chạy được. Ê nó chạy được hả? Rồi, chạy. Ê cẩn thận. Nó chạy 4 rồi, nó chạy 4. Cẩn thận. Anh em mở đây, tôi đầy cây rồi, không sao. Tôi đầy cây không sao. Có tên nha. Cẩn thận. Thiên vương. Tách ra nha, đang thiếu người nha. Tách ra, cẩn thận. Cua đâu rồi? Từ. Từ, chạy đi. Từ, tôi đang dí thằng Dương gia nó còn xíu máu hả? Nó mạnh lắm. Rồi tôi qua hỗ trợ nè. Ai farm đi. Ở dưới bảy có người nha. Tôi bất tử dưới đây nè. Bất tử không ơi. Bất tử kìa. Ăn bất tử nhanh lên. Xuống ốc thiên vương đi. Lên chính luôn nè. Chính không? Chính lâu từng chưa mở ra. Nó chạy rồi, nó chạy rồi. Lên chính luôn. Chính có tim nha. Cẩn thận. Ô nó chạy loạn sẵn ạ. Ơi quên. Có tỷ lệ bổ cấp mạng. Trời ơi. Còn mấy thằng lẻ không rồi. Ôi thằng Dương gia nó bất tử hoài luôn á anh em. Nó trâu à. Ê nó kìa. Chạy. Nó bất tử. Chạy đi. Không có ho. Nó bất tử rồi. Không có ho nữa. Tặng ra. Lên lại. Các bang thu tám. Dạ nhai ơi. Hỗ trợ nhai ơi. Từ nhai ơi. Đừng có lẻ. Ok. Nhanh ra. Nó nè. Hút lại. Ý sao đền thăng đấy. Rồi hồi máu đi, từ thôi. Hết chiêu rồi. Mấy con gà chạy sao? Con Thiên Vương lẻ nữa sao? Thiên Vương lẻ rồi con Dương Môn. Dương Môn cứ quên Dương Gia hoài, tên Dương Gia nghe hay quá mà. Dương Môn lẻ. Biết Dương Gia hay Dương Môn trời, không biết luôn đó. Nó ở trên nè, anh Thiên Vương ở trên nè. Nó xây đi. Ông vũ chỗ xây đi. Nó mất xây rồi, nó qua hai rồi. Nhảy qua sang né nó nhảy, nó bên hai á. Nó mắc say rồi nha. Từ, cẩn thận. Săn luôn đi. Chết cha, tôi lỡ ăn cục máu của ông kia rồi. Nó chạy đâu rồi? Nó chạy đây nè. Đây nè, ở 6 nè anh em. Từ, nhai ơi. Tôi chưa có kia nó. Rồi, nó. Ông dài lướt. Ông dài, ông lướt bút chạy luôn. Vãi nồi. Coi chừng nhai ơi, từ nhai ơi. Nó xoay. Nó xoay đều kìa. Vậy con nó chạy em sáu à, mày chạy khôn quá. Nó chạy xuống dưới nè, cái máu tôi ăn
Chết rồi, chết rồi. Woo! Hút giả mang liền, khoái liền. Test đồ đi, test đồ đi, test đồ đi, test đồ đi. Hết đồ ăn rồi. Dạ. Có gì ăn không? Dạ nó, dạ nó không có ra đâu. Cái nào đó nó không có, nó không có, không có mất á thì nó có, cái nào rương là nó mất. Vòng 2 mà sao không có ta? Dương gia tại khu 4, dương gia nữ. Dương gia có bức tử á. Tiêu dao luôn. Đánh khó. Còn một con. Ê, con nào đây? Ui, còn một tiêu dao lẻ. Tôi săn tiêu dao lẻ ra. Tôi sợ là cái thằng dương gia nè, thằng dương gia giờ nó căng nè. Nó bắn mỗi thằng là một phát là chết á. Nó được búp mana siêu rồi đó. Để tôi, để tôi. Siêu gà solo anh em ơi. Này con dương gia một lúc nó búp được hai cái á. Nó búp của bên cung, búp bên của bên thương. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bởi vậy là ông nhai coi chừng nha. Nó bắn lủng thẩn luôn. Lủng mỏ luôn ông nhai. Chết luôn ông nhai. Đừng có xé cái quần tôi được rồi. Bây giờ nè, cái con dương gia là vậy nè. Nó lên 7x đúng không, là cái chiêu búp của cái thương á là nó tự động búp lên luôn, nên là né ra nha, lúc đó nó rất là trâu luôn, khó chịu nữa, nó giảm tùm lum tà la cái đồ của mình nữa. Ừ, mình phải chạy ra, nó mà lên được cái bí kíp chung của cái chiêu đó nữa là nó có thêm một cái nữa, nó trước khi nó chết nó giống như con bá đào vậy đó, nó có thêm cái bức tử luôn. Nó ở 4 nè, nó ở 4 nè. Từ từ chắc nó lên 3. Đi lên, đi lên. Ông đâu rồi? Máu cục ơi, cục một cục máu. Ê, ê. Kìa, tiêu dao kìa, tiêu dao đây nè. Tiêu dao. Đây, nó là dình nữa một, dình nữa là một nè. Ê, cẩn thận nha ơi, cẩn thận nha ơi. Nó chứ máu chạy rồi. Từ từ. Nó qua 4, nó qua 4. Thấy mà nó chạy được à. Tôi đi sang con dân gia. Kéo không được. Từ từ nha, cẩn thận nha. Con dân gia về 6 rồi, về 6 rồi. Ok, cẩn thận. Nhai ơi, cẩn thận nha ơi. Nó chưa lóc nha nhai ơi, cẩn thận nha ơi. Ok. Đi. Tiêu dao mắc né. Kìa nó quay 6 kìa. Tiêu dao mắc né mới chạy đó. Mắc né rồi. Ê, dương gia búp rồi, dương gia búp rồi nha. Dương gia búp mất tất bất tử rồi đó. Trời ơi, nó giật lại nhanh quá. Dương gia mất chiêu nha. Dương gia qua 5 rồi đó. Qua 5 nha, dương gia. Nó giật lại cái tôi mất cái. Tôi đi săn tiêu dao rồi, hại tôi chứ. Kìa, dương gia của 1. Từ, cẩn thận. Tiêu dao, dương gia lên khu 2. Từ, cẩn thận. Tiêu dao về 8 rồi nha. Ờ. Dương gia qua 9. Hai nó gặp nhau rồi. Ê, tiêu dao khu 9 ha. Từ, cẩn thận ông ơi. Dính cái kia rồi, dính cái kia rồi. Lướt vậy mà hụt nó. Từ thôi. Đừng có ham. Nó qua 3 không, tôi ra rồi. Tiêu dao qua 3 đó. Rồi, tôi đi săn cho không xong. Trời ơi, kéo sau né không vậy ba. Đây. Tiêu dao chết rồi ha. Ai? Nó lại lên khiên. Rồi tiêu dao chết rồi á. Giờ còn mấy ông xử đi. Mấy ông xử con tụi trốn này. Còn dương gia này chạy kinh thiệt anh em. Rồi dương gia đó, rồi. Khiên liên tục luôn á. Nó hồi 4, nó dưới 5 á nha, này xuống đi. 5 có thấy ai đâu. Trời ơi, lừa tôi à. Nó 8 nè, 78, 789, 789. Ông kiếm vô nào, ông lắp đi cô ơi. Ông đứng, ông. Ừ, tôi đang kiếm nè. Ông đứng đó đi. Tôi với anh nhai đi đùa đó. Ok. Ông đứng chỗ nào nè? Tôi đứng ở chính nha. Ông lùa cánh nào thì ông nói. Cửa nào chứ? Đứng ở chính thì ông lùa cánh nào ông nói là tôi canh chính đó. Anh có mấy cục máu tình để cho nó ăn. Thử hoài luôn chứ, nó chạy lên một, thử hoài luôn không? Nó chạy qua 7 rồi, lên 8 nha. Ok. Dạ đứng canh chính nè. Đứng canh chính nè. Cục máu nữa chứ. Nó lên 8 kìa. Đâu có thấy đâu. Mới chạy đâu rồi? Trời ơi, đây, bên chính nè anh em. Ơi, anh em ơi, nó bên chính qua 2 nè. Trời ơi, nó trâu vãi nồi luôn anh em. Đây, nó về 4 anh em ơi, nó về 4 rồi. Trâu. Nó lên 3. Nó trâu vãi. Không săn rồi đâu rồi. Giờ 1 kìa. Nó 8 rồi. Nó chạy như cái máy điện vậy. Cẩn thận nha. Thằng này nó giết được mình đó nha. Nó xanh đó. Nó qua năm rồi. Mở rương cái nha. Nó ngược lại á. Nó chạy khôn quá. Rồi ơi. Sao né hoài không chứ. Né ghê vậy trời.
Rồi đến Vĩnh Lộc rồi. Mày không hớt được bao con trai. Mày có một con. Vĩnh Lộc. Rồi mày bay 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 hả mày. Bay gì hả mười. Bay giỡn hả mày. Mẹ ăn không tin được. Rồi nguy hiểm vãi nồi luôn á. Thiệt cái con này nó trâu kinh thiệt luôn á. Trâu vãi nồi luôn. Bắt bắt tử hoài luôn á. Ghê thiệt. Anh em thấy không? Đúng khó chịu luôn. Ừ. Đúng kinh luôn. Hay quá anh em ơi. Hay quá hay quá. Hay quá hay quá. Trời ơi. Đúng đúng căng thẳng luôn á thiệt. Này này thứ năm. Tối nay quýnh tiếp. Dây ra solo anh em ơi. Đi đi đi. Ok ok. Ra solo đi. Tôi yếu quá. Đánh này đây. Không biết. Kệ đánh đại đi không. Rồi ok. Rồi anh em thấy sao? Trời ơi ta nói là cái con quỷ dương gia nó khó chịu vãi nồi luôn anh em. Đúng kinh khủng luôn. Và cuối cùng tôi cũng đã lên đỉnh. Lên đỉnh rồi anh em ơi. Trời ơi xem chết cái khu mà cái khu bên phải. Bên phải phải khu 5 á. Xem chết à. Và nếu anh em thấy hay thì anh em cho mình một like với anh em ơi. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha.